bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Sao bà thấy con nhỏ người mẫu của tôi á, nó có cái mái tóc tuyệt vời không? Quá đẹp, dày và dài nữa. Tha hồ cho một đám nhân viên của tiệm bà cắt uống ép sấy gội nhuộm làm mình nâng cao tay nghề. Ừ, phải công nhận là con bé nó ngoan thiệt đó. Ơi, hai đứa thực tập hả, nó muốn làm gì làm, nó sáng tạo kiểu gì á, nó cũng ngồi im ru à. Công nhận nó ngoan thiệt. Tôi đào tạo là phải ngoan thôi. Cảm ơn nha. Được rồi, từ từ đã. Nè, không có mất phần đâu. Cảm ơn nha. Rồi, bye. Bye. Trời đất ơi, ông nói ông là quản lý người mẫu, mà sao đi cái xe gì cà tàn vậy? Cái yên nó rách trơn rồi. Ê, mau muốn gần chết luôn vậy đó. Nè, tôi nói cho cô nghe, cô bây giờ sắp trở thành một siêu mẫu rồi. Cô vừa có sắt mà bây giờ cô đi một cái chiếc xe xịn, cô có muốn bị cướp sắt cướp của luôn không? Nè, nói cho cô nghe thêm một lần nữa, trước khi cô trở thành một siêu mẫu thì cô phải tập ngồi trên cái chiếc xe cà tàng như vậy nè, để cho cô tập một cái sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai. Sau này cô rơi vô những cái hoàn cảnh khó khăn gian khổ, cô vẫn luôn giữ vững phong độ đỉnh cao của một siêu sao, hiểu chưa? Mà đúng rồi, tự dưng ông dẫn tôi đi đây làm gì vậy? Có mục đích hết đó cô nương. Ông muốn mua gì hả? Không, bây giờ cô cầm cái này nè, cô coi ai đi qua đi lại thì cô phát cho người ta, hiểu chưa? Nhớ đó, phải đưa tận tay cho người ta nghe không? Ủa, mà sao giống phát tờ rơi vậy? Cô thiệt là thông minh. Trời đất ơi, tôi đi học người mẫu chứ có phải đi phát tờ rơi đâu. Tôi xin rút lại cái lời khen tặng cô lúc nãy. Nè, bộn lừa đảo tôi hả? Tôi không biết là tôi phải nhắc lại với cô bao nhiêu lần nữa, trước khi cô trở thành một siêu sao model thì cô phải làm những cái công việc nhỏ nhất, đó là đi phát tờ rơi. Vì đi phát tờ rơi nó sẽ tập cho cô một cái sự chịu đựng bền bỉ. Cô đi phát tờ rơi, cô phải theo khách, rồi cô tạo được dáng nè, rồi cô nở nụ cười với công chúng. Thì có phải đây là một bài học thực tế không? À, hóa ra là như vậy. Mà các người mẫu phải làm việc cực nhọc như vậy sao ta? Rõ ràng. Bây giờ cô đứng đi phát nghe không? Tôi đi công chuyện. Dạ. Trời ơi. Sao không anh? Chạy với cô kia. Cô đi xe có gì, cô tung vô người tôi muốn gãy đường luôn mà. Hả? Cái gì? Tôi mới bị tai nạn hả? Tôi có hiện sao không? Trời ơi, tôi hiện sao? Ê cô kia, bị sao vậy? Cô bị khùng hả? Cô tung tôi nè. Cô coi nè đó, cô tôi muốn gãy xương sống tôi luôn nè. Cô mệt quá thì cô tấp vô lề, cô nghỉ ngơi xíu đi, cô đi như mơ ngủ vậy. Nói vậy là anh tai nạn chứ phải tôi tai nạn hả? Dạ chị. Đụng người ta mà. Chị đụng em á chị. Ờ, xin lỗi người ta tiếng đi, muốn đi đâu đi. Anh uống nước hả? Ờ. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống uống nước đi nha. Tôi không sao là được rồi. Bạn cô đi, cô phải xin lỗi người ta tiếng chứ. Cô này kỳ thiệt chứ. Gì nữa cô kia? Yeah.
nói hài dễ sợ mà nhìn ngu vậy đó. Nghĩ quanh 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 ném qua bên coi. Che hết cái tivi rồi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Trời ơi, ra đi ngồi coi nè con. Trời ơi. Cái mặt cái ghê quá. Biết. Tự nhiên đang coi hài với cái mặt này sụp đổ hoàn toàn. Cái mặt bị sao thế vậy? Con bị sao vậy anh? Trời ơi. Mặt con đỏ mụn quá trời ơi. Làm sao vậy? Trời đất ơi, cái này là con sử dụng mỹ phẩm dỡm công sức lên cái mặt của con đúng không? Rồi 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 rồi, cái này là dị ứng mỹ phẩm dỡm rồi. Dị ứng mỹ phẩm hả? Chắc luôn đó. Nhìn là vậy là biết rồi. Giờ thấy sao? Bây giờ thấy sao? Con thấy ngứa rát quá. Trời ơi, con cũng lạ ghê á. Tìm ở đâu ra ba cái thứ bậy bạ mà quất lên cái mặt của mình vậy? Trời đất ơi, thôi thôi thôi, cái kiểu này là phải đi vô bệnh viện khám ngay thôi. Chứ để lâu ngày á hả, cái mặt con nó thành cái dề cơm cháy là khỏi chữa luôn đó. Ghê rồi, con gái mà bị rổ mặt là xấu quắc luôn á. Ôi sao đây? Ôi, quanh kiếm ở đâu ra vậy? Hồi nào giờ có thấy xài cái mấy thứ đó đâu trời. Ở công ty chứ đâu. Công ty nào? Nè nè nè, lấy của công ty nào, tên gì, ở đâu, em khai mau. Đúng rồi. Vậy là em bị cái công ty đó cho ăn thịt lừa rồi. Trời ơi là trời. Thiệt tình không biết cái gì hết trơn á. Lúc nào cũng bị lừa hết trơn. Bây giờ dẫn chị với Tuấn Kiệt á đi ra công ty đó đi. Chị quậy cho banh chành luôn. Đúng rồi, đừng quậy. Tập nát luôn. Đi. Đi. Đi nè. Đi luôn. Đi nè. Trời ơi ba nước. Trời ơi, làm cái gì làm phải suy nghĩ nha con. Quậy quá sao được. Thiệt, đúng là tuổi trẻ, nó nói là nó làm. Heo ơi mau ăn trống lớn đi heo. Ta còn ăn heo, heo ăn ăn hoài ăn mãi rồi tao mới ăn được mày. Sếp ơi, sếp ơi. Trời, sếp ơi. Có bà? Cẩn. Cẩn gì, trái nhà hả bà? Có gà, có gà. Cái gì? Cái tòa nhà này á là cấm nuôi động vật gia súc gia cầm nha bà. Không phải. Gà, gà ăn thịt đó sếp. Có hai đứa đang đứng dưới công ty mình. Để em đi gọi. Rồi, đem gà vào đây cắt tiếp. Để em, để em. Đón tiếp. Vô rồi, vô rồi sếp ơi. Chào anh. Chào. Chào em. À, không biết anh có phải là giám đốc công ty Sao Mai không? Đúng. Công ty của mình có tuyển thêm người mẫu không anh? Tuyển đều đều. Người mẫu à? Ba dòng chưởng. Ok. Anh, cho em giải quyết nội bộ một chút. Chị. Gì? Ủa sao tới trễ vậy? Phải đi thay đồ lịch sự để đi nói chuyện với người ta. Vô luôn đi. Chào anh. Cho em hỏi là có phải công ty của anh đào tạo người mẫu trở thành một siêu mẫu hàng đầu thế giới có cát xê triệu đô đúng không? Cái đó còn tùy thuộc vào khả năng và sự cố gắng của học viên. Nếu trong quá trình học, học viên có sự quyết tâm cao độ thì sau khi hoàn thành khóa học thì chắc chắn học viên đó sẽ trở thành một siêu mẫu nổi tiếng trong làng thời trang. Nè, siêu mẫu của mấy người nè. Trời đất ơi, sao sáng đâu tôi không thấy mà sáng nhất cái bệnh viện Gia Liễu nè. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ